Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu, mua bán nhà đất, khu vực, tỉnh Vĩnh Long. Toàn đang đứng đây là cuối miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình. Ngang cuối đất mình là được 14m nha anh chị em. Trên đất mình thì trồng được rất là nhiều loại cây, chẳng hạn như trước mặt Toàn đây là cây cà na. Cây cà na này thì trái quá trời luôn, đâm trái mướt ra đây ngồi ăn là nhức nách. Cái miếng đất này là thuộc xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị em. Và trên đất mình thì chẳng hạn như trước mặt Toàn đó nè, đây là cây bưởi. Bưởi thì trồng đã cho ra trái rồi nha anh chị em. Còn mà vườn thanh long anh chị em mình thấy đó là của chị hàng xóm chứ không phải của mình. Cái miếng đất này của mình là phạm vi 100m thôi là nó sẽ có chợ, có ủy ban nhân dân, trường học thì từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 có đủ hết cho anh chị em mình luôn. Và cũng từ vị trí của miếng đất này mà ra ngoài cầu Mỹ Thuận của Vĩnh Long mình thì mất 20 phút chạy xe, khoảng cách của nó chỉ có 14 km. Và cũng từ vị trí của miếng đất này luôn về tới thị trấn của Đồng Tháp thì mất 1 giờ 16 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 50 km. Cái miếng đất của mình chiều ngang chỉ được có 14m, cho nên chỉ xẻ một con kinh 1m ngay giữa miếng đất mình chạy dài từ đầu đất tới cuối đất thôi. Và tổng diện tích của miếng đất mình là nó được 1.430m. Đặc biệt là nó có tới 1.022m thổ cư. Chỉ còn có 408m là đất trồng cây lâu năm thôi nha anh chị em mình. Ngang trước thì nó được là 13m, ngang sau là 14m. Nó thuộc dạng là nở hậu, cái hậu mình nở thêm được 1m nha anh chị em. Toàn thích miếng đất này nha, vì trên đất này trồng toàn là mồi nhậu thôi. Nào là cà na, bưởi với ổi, nhậu xong rồi xỉn quá ra chặt cho dừa, uống cái nữa đi ngủ, ngon lành. Và trên đất mình đó anh chị em là có phần mộ của ông cụ, bà cụ. Toàn quay sơ sơ vậy anh chị em mình nhìn cũng thấy cũng biết rồi ha. Thì cái phần mộ này thì mai mốt mà chủ đất người ta bán cho anh chị em mình là chủ đất người ta sẽ dời đi hết, trả lại mặt bằng cho anh chị em mình. Cho nên anh chị em mình cũng đừng có bận tâm quá. Rồi tiếp tục nào. Và cũng từ vị trí của miếng đất này mà về tới trung tâm của thành phố Vĩnh Long mình thì nó chỉ mất có 26 phút chạy xe, khoảng cách của nó chỉ có 14 km. Và cũng từ cầu Cần Thơ anh chị em mình qua đây mua miếng đất này, nói tiếng là Đồng Tháp, chứ chỉ có 1 giờ chạy xe thôi, khoảng cách của nó là 40 km. Trước mặt Toàn đây là cây ổi, nhìn chú nó sao mà điêu tàn thế. Tháng này là mùa hè rồi nên đi đâu cũng nghe ve kêu quá trời. Và cũng từ bến xe miền Tây, anh chị em mình muốn về đây mua miếng đất này thì mất cách 2 giờ 30 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 121 km. Mặt tiền đất của mình là lộ nhựa nghe anh chị em, chịu khó theo Toàn lại trước rồi xem cái mặt tiền đất của mình luôn. Và kinh của Toàn đó anh chị em, ngày nào cũng như ngày nấy, cứ 5 giờ chiều là Toàn đưa đất, đưa nhà lên bán. Và đất với nhà là toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà chủ đất luôn. Còn giá cả cũng là do chủ nhà chủ đất người ta quyết định, người ta gửi cho Toàn giá đó. Và Toàn cũng đưa lên y chang như vậy luôn, Toàn không hề kê giá nghe anh chị em mình. Bởi vậy mà Toàn rất là mong anh chị em mình vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn, để anh chị em mình xem được những miếng đất nào mà anh chị em mình cảm thấy phù hợp thì có thể là mua ở. Chưa mua ở thì có thể là xem tham khảo để mà mua đầu tư. Còn chưa mua ở, chưa mua đầu tư luôn thì có thể là xem biết giá đất Vĩnh Long mình là như thế nào. Vì ngày nào Toàn cũng đưa đất lên bán thì chắc chắn là anh chị em mình cũng sẽ thấy được 1-2 miếng rất là hợp ý. Rồi anh chị em mình có thể là liên hệ với Toàn để mà trao đổi, rồi lụm miếng đất đó luôn. Rồi Toàn cũng cảm ơn anh chị em mình luôn. Đằng xa xa đó là chủ nhà đó anh chị em mình. Và miếng đất mình có là 1-2 cái ao hồ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, có thể thả cá xuống đó. Còn anh chị em nào mà không thích thả cá xuống đó thì làm gì làm, kệ anh chị em mình đi. Nói nãy giờ mà quên nói cạnh dài của đất. Hai cạnh dài của đất mình một cạnh là 105, một cạnh là 107. Hai cạnh nó lệch nhau 2m nha anh chị em. Mấy chú ve này như là thích đua với Toàn hay sao á, Toàn càng nói là nó càng kêu lớn ta. Và trên đất của mình là có thêm căn nhà cấp 4 nữa anh chị em mình. Để Toàn tới đó Toàn quay ở đây cũng có thể anh chị em mình thấy cũng được nè. Và cái này là ổng mới kêu bán đất thôi nha anh chị em. Và ổng kêu bán hết miếng đất này với cái giá là 3 tỷ 600 triệu là bán đất nha. Còn cái nhà cấp 4 đó trên đất của ổng là phải thương lượng riêng với ổng. Là thủ tục chuyển nhượng thì ổng cũng không có bao. Rồi giá cả thì ổng có thể là thương lượng với ổng bớt chút đỉnh cho anh chị em mình làm giấy tờ. Ở đây vấn đề điện thì nó cũng có sẵn hẳn hoi, nước máy thì nó cũng có hết trơn anh chị em mình.
Còn vấn đề làm vườn á, thì theo sự hiểu biết của Toàn á, thì khu vực này là nước ngọt, chứ nước nó mặn không có tới đây nổi đâu. Rồi tới trước này thì nhà cấp 4, mà 4 này để thương lượng thôi, Toàn khỏi quay đi. Tới đây thì Toàn coi, Toàn cắt video là trước Toàn quay cái lộ cho anh chị em mình xem cái nữa, rồi anh chị em mình chia tay ha. Mấy chú ve này hôm nay nó kêu dữ rồi trời. Cái video của Toàn hôm nay nó hơi bị ồn vì mấy chú ve này, anh chị em mình xem thông cảm anh chị em. Chứ nó kêu chứ Toàn cũng bó tay nó rồi. Sau một giây chuyển cảnh á, thì Toàn đã tới được con lộ của trước đất mình rồi nè anh chị em mình. Trước đất mình á, là lộ nhựa nha. Lộ nhựa này chắc 3 mét à. Rồi xong ở đây bà con thì ở rất là đông. Toàn quay sơ lược vòng vòng cái nhà láng giềng cho anh chị em mình xem luôn. Ở đây nhà bà con mình ở liền liền với nhau không à. Tại vì mình cái vị trí của miếng đất mình á, cách có 100 mét thôi là nó có chợ, có trường học, rồi có ủy ban, nói chung đủ các kiểu con gà điểu nằm đây mà. Cho nên là nhà liền liền với nhau là chuyện thường của chuyện đời. Và nhìn theo hướng camera của Toàn nè, cái hướng trước đó, cái bảng xanh xanh đó anh chị em mình, qua đó thì cái chợ, ủy ban rồi nằm một đống trình hình bên đó luôn. Cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình nó là vậy. Anh chị em mình muốn xem đất thực tế hơn á, thì vui lòng liên hệ với Toàn qua số điện thoại là 0923 273 279 hoặc 0923 033 039 nha. Vui lòng liên hệ với Toàn trước một tiếng đồng hồ, Toàn sắp xếp, Toàn dẫn anh chị em mình xem đất. Bây giờ để Toàn nhắc lại địa chỉ của miếng đất rồi anh chị em mình chia tay nha. Miếng đất của mình á, là thuộc xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và tổng diện tích của miếng đất này á, là nó được 1.430 m, trong đó nó có được là 1.022 m là đất thổ cư rồi. Ngang trước là được 13 m, ngang sau là được 14 m, và hai cạnh dài của nó, một cạnh là 105 và 107 m. Và chủ kêu bán hết miếng đất này với cái giá là 3.600.000.000, được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, mà thương lượng nhẹ thôi, ông nói vậy đấy. Còn vấn đề mà còn cái căn nhà cấp 4 nè, để Toàn bước vô đây rồi Toàn nói sơ sơ cái nữa rồi tạm biệt anh chị em. Đó, cái tướng chả ngồi thấy ghét không. Rồi đó, đây là căn nhà nói chung mặt tiền mình 13 m, là hai căn này, cái căn đỏ đỏ này với ổng mới ngồi đó anh chị em mình. Để bước qua cái này cái rồi Toàn quay xích qua đây cho anh chị em mình xem luôn. Nói chung là hai căn này cũng đều là cái mặt tiền của mình hết. Đó, để Toàn đứng dậy cái Toàn mới quay được. Rồi đó, nói chung là hai căn này là mặt tiền của mình nha anh chị em mình. Và chủ kêu bán nguyên miếng đất này với cái giá là 3.600.000.000 nha. Rồi, tới đây thì Toàn giới thiệu xong rồi đó. Toàn xin chào anh chị em mình nha. Anh chị em mình thấy được thì coi mua ủng hộ Toàn. Toàn cảm ơn anh chị em mình. Kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe nha.